Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sử. Và sau đây là tin Mr. Đàm tiết lộ lý do tin tưởng Mỹ Tâm sẽ không lập gia đình. Mới đây trong buổi trò chuyện trực tuyến cùng khán giả trên một trang thông tin, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ tuyên bố rằng anh tin tưởng Mỹ Tâm sẽ không lập gia đình. Từng có thời gian Mr. Đàm đi đâu cũng nhắc đến Mỹ Tâm, thậm chí anh không ngần ngại bày tỏ tình cảm với họ mi tóc nâu trước công chúng. Không những thế, ông Hoàng Nhà Việt còn mãnh liệt bộc bạch rằng anh yêu Mỹ Tâm và sẽ không lấy ai khác ngoài cô ấy. Thế nhưng theo tiết lộ mới đây của Đàm Vĩnh Hưng, anh cho biết chuyện tình yêu giữa anh và giọng ca tóc nâu Mô Trầm đã kết thúc nhiều năm, nhưng Mr. Đàm vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp với nữ ca sĩ. Chia sẻ về điều yêu thích nhất của Mỹ Tâm, ông Hoàng Nhật Việt hài hước thổ lộ, có lẽ đó là cách cư xử của cô ấy. Mỗi lần có những việc lùm xùm trong nghề nghiệp, có thể nhiều nghệ sĩ sẽ làm căng lên, nhưng riêng Mỹ Tâm luôn có cách giải quyết rất bình tĩnh. Chưa dừng lại, nam ca sĩ còn bông đùa rằng một điều nữa là Hưng rất thích cái eo của Mỹ Tâm. Rất vừa tay, Hưng đã biểu diễn với nhiều ca sĩ như Hồ Ngọc Hà, Hồng Ngọc, nhưng phải eo của Mỹ Tâm mới đúng, mới vừa tay. Khi được hỏi về kế hoạch kết hôn trong tương lai, khi độ tuổi đã khá lớn và liệu rằng Đàm Vĩnh Hưng có còn muốn chờ đợi Mỹ Tâm, anh cho biết mọi thứ phụ thuộc vào duyên số. Nếu Mỹ Tâm yêu và cưới người khác, thì Mr. Đàm nhất định sẽ đến chung vui và chúc mừng cho cô. Bởi anh tâm niệm, yêu đơn phương khổ lắm, nhưng khi yêu ai đó, hãy cho họ quyền lựa chọn và hạnh phúc. Mặt khác, Đàm Vĩnh Hưng tự tin tuyên bố rằng nàng họ Mi sẽ không bao giờ lấy chồng. Nam ca sĩ khẳng định anh rất hiểu Mỹ Tâm từ tính cách lẫn con người của cô. Mr. Đàm cho rằng Mỹ Tâm sẽ không thể chịu được cảnh có người kè kè bên mình suốt. Vì lẽ đó, nữ ca sĩ chỉ âm thầm sống với cuộc tình đó. Lời tuyên bố của giọng ca giả từ khiến cho nhiều khán giả bất ngờ và nửa vui, nửa buồn. Bởi lẽ dẫu sao họ vẫn mong họ Mi tóc nâu sớm tìm được bến độ hạnh phúc hơn là việc cô đơn một mình. Tuy nhiên đến hiện tại, đó chỉ là suy đoán của Mr. Đàm dựa trên những gì anh hiểu về tình cũ, chứ chưa phải có sự xác thực hay khẳng định nào từ phía Mỹ Tâm. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.